Chào các em, đây là anh Tài đây. Liền bây giờ đó, anh đang phát thanh từ mà quận 1 đó, trên đường Đồng Khởi á, ở Sài Gòn. Xong rồi anh có mà Khoi nó lên từ Vũng Tàu bên đó. Xong rồi nó mà thăm anh đó, nó nghe nói anh sắp sửa làm cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa ở đằng khách sạn mà Sheraton ở đây đó. Thì nó lên đây nó hỏi thăm xong rồi mà giúp anh được chỗ nào giúp đúng không? Thì mà chào hỏi mà mấy người mà theo dõi này. Chào các bạn. Ok. Thì á là trong cái video này đó, anh với thằng Khoi đó sẽ bàn dù cái sai lầm lớn mà nó làm trong 2021, mà anh đã làm trong 2014 với lại 2017, và xong rồi trong cái chu kỳ 2021 này đó, anh chỉnh sửa cái sai lầm đó, anh tránh khỏi được cái sai lầm đó lần thứ ba. Ok. Thì đây là lần đầu tiên em làm cái sai lầm này. Ok. Thì á là em chia sẻ với mà bà con anh em đi, mấy đứa khác đi, dù cái sai lầm của em, em đã làm đủ tiền để em học cái chương trình của tụi anh, xong em ra em làm, và xong rồi em đủ làm đủ tiền để nghỉ hưu sớm trong 2021, mà em vẫn còn sai lầm cái vấn đề lớn, thì em chia sẻ cái vấn đề lớn đó đi. Ồ, thì trong cái chu kỳ này phải không, thì em đã có đủ tiền để mình sống cho 10 năm, cho 20 năm đi. Nhưng mà có một cái sai lầm mà em trong cái chu kỳ này đó là mình không có rút đủ tiền để mình đạt được những cái mục tiêu mà nó mà lớn hơn. Ví dụ như em muốn xây nhà đi, hay là muốn mua siêu xe, hay là muốn mua cái thuyền mà 25 mét đi. Thì em không có rút đủ. Mà cút mà em có cơ hội. Thị trường nó cho em cơ hội đủ để em làm tất cả những cái đó, nhưng mà em không làm, em không có rút đủ. Ok. Thì á, cốt mà em nói rằng á là em không rút đủ để đạt được hết chân mấy cái mục tiêu lớn của em á, ngoài ra nghỉ hưu đi. Ok. Đúng rồi. Thì á, không, em không cần đi làm hàng ngày, vô văn phòng làm việc nữa hay là gì nữa hết chân á, thì em không cần lo vụ đi đúng kiếm rồi ăn hàng ngày nữa. Đúng rồi. Ok. Em có thể ngồi đây cho 20 năm đi cũng được nữa. Ok. Thì á là thì cái đó em làm gì á thì cũng tốt. Ok. Thì á bây giờ đó em nói rằng cái sai lầm của em á là em không có lấy thêm chốt lời thêm nữa. Đúng rồi. Để giải quyết hết mấy cái mục tiêu lớn của em. Như mua nhà, mua cửa, mua thuyền, mua siêu xe rồi mấy vấn đề đó. Ok. Thì á bề ngoài đó cúc bà con nghe vậy đó. Với lại cái lần đầu tiên mà em suy nghĩ đó, em sẽ nghĩ rằng đó, cái đó là cái sai lầm đó, là tại vì mình không chốt lời thêm nữa, phải không? Mình có cơ hội, thị trường nó cho mình cơ hội, mà mình không có lợi dụng cái cơ hội đó, xong rồi lấy thêm tiền lời nữa, phải không? Thì ở bề ngoài đó, cũng mà người ta nhìn vô đó, xong rồi em nhìn vô lần đầu tiên đó, em cũng nghĩ rằng gì đó, xong anh cũng gì đó, anh cũng sai lầm là anh nghĩ rằng ô, mình không chốt lời thêm đó, trong 2014, trong 2017, bởi vì nó sai lầm. Mà em biết không, cái sai lầm đó không phải là cái gốc chính của nó. Ok. Ở trong sách Phật đó, đúng không? Ông Phật cũng dạy đó, đúng không, là cái cuộc sống mình có liền ngày hôm nay, hay là cái hoàn cảnh mà mình đang ở liền bây giờ đó, là nó dựa vô, tiếng Mỹ nó kêu bằng là cái cause and effect. Cause là gì? Cause là như là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân, phải không? Và cái kết quả. Đúng rồi, cái effect đó là cái kết quả. Okay. Giống như mình trồng cái cây xong rồi nó ra cái trái vậy đó. Đúng rồi, là ông Phật ông nói bông là mình trồng cái hộp mà trái táo đó thì nó sẽ ra trái táo. Mình trồng á bông cái trái xài đó thì nó sẽ ra cái xài. Mình trồng cái hộp mít đó thì nó sẽ ra cây mít. Không bao giờ đó mình trồng trái xoài mà ra cây mít. Đúng rồi. Okay. Cái đó chuyện nó hơi vô lý. Ok. Thì á em nhìn cái sai lầm của em á, em nói rằng cái sai lầm của mình á là mình không có chốt lời đủ để đạt được hết mấy cái mục tiêu của mình. Mà cái đó không phải là cái nguồn gốc, cái đó không phải là cái gì đó, cái chính của nó, cái kết quả hả? Cái đó là cái kết quả chứ không phải là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân. Em hiểu không? Nhân. Tại sao mình biết cái đó là cái kết quả chứ không phải là cái nguyên nhân, giống như ông Phật không nói. Tại vì á là em không có hành động đúng cho nên nó ra cái kết quả mà không có chính xác như em muốn. Đúng rồi. Tại vì á bông em cái này đó nó đi sau cái mà em sai lầm, em không chốt lời đó là nó đi sau chứ không phải nó đi trước. Cái đi trước đó bông là gì? Cái sai lầm của em á, cái gốc của bông, cái nguyên nhân á mà lớn của em đó là em không có
ghi xuống hết chân cái mục tiêu của em, tài chính của em. Yeah. Anh nhắn tụi em á hết mấy trăm lần, không phải là một lần, không phải là hai lần, không phải là năm lần, không phải là mười lần, mà hết mấy trăm lần đó trên đài của anh. Ok, với lại cũng mà anh em mình mỗi lần em gọi anh đó, sau anh gọi em đó là anh nhắn cái gì? Hey Khôi, em phải ghi rõ xuống cái mục tiêu của em là gì, em phải ngồi xuống để mình chốt lời cho nó chính xác. Đúng rồi, để em thiết kế cái cuộc sống mà em muốn sống. Em không có để cho cái thị trường nó quyết định chừng nào em chốt lời được. Em phải quyết định đó là cái thị trường đó nó cho mình cơ hội, mình phải quyết định. Mình phải quyết định đó là chừng nào mình chốt lời, chứ không phải là mình chờ cái thị trường nó nói mình đó là để chốt lời. Dạ, em muốn làm rõ ra một vấn đề phải không, là ở trên mạng thì họ hay nói rằng là mình phải phân tích kỹ thuật xong rồi mình chốt lời ngay gần trên đỉnh luôn. Đến chi vậy? Thì để họ muốn mà mình lãi nhiều nhất. Ok, để mình lời nhiều nhất phải không? Ai cũng nói rằng đó là mình, ai cũng muốn làm mình mua đáy xong mình bán đỉnh để mình lời nhiều nhất. Đúng rồi. Ok, rồi anh hỏi em nè, em có biết cái đáy đó ở đâu không? Không. Em có biết cái đỉnh đó ở đâu không? Ok, thì á mình chấp nhận á là không có ai biết được cái đỉnh là ở đâu, cái đáy là ở đâu, anh cũng không biết được. Nhưng mà cái mình biết là mình biết cái mục tiêu của mình á. Đúng rồi, cái mục tiêu của mình sẽ biết được cái đó. Đúng rồi. Xong rồi thị trường nó cho mình cơ hội đi thì mình đúng rồi. Mình phải lấy. Thí dụ như cái mục tiêu em nó nhiêu đây đi, em cần bao nhiêu tiền đây đi, mà cái thị trường á nó đưa cho em cơ hội là nhiêu đây đi. Ok, nè, em có 3-4 cơ hội để rút ra cái phần này để thay đổi cuộc đời của em á, thì lý do tại sao em không làm? Không mà em muốn hỏi ví dụ như thị trường nó cho em lãi là 100 triệu đi. Mà cái mục tiêu em á nó chỉ có cần 20 triệu để mà phù hợp rồi thì mình nên làm gì? Em đốt cái câu hỏi này. Tại vì em biết tại sao không? Tại sao bà con em với bà con khó khăn làm không? Tại vì tụi em quên á là em làm lời để làm cái gì? Em quên rằng á cái lý do em vô trong cái thị trường á tiền mã hóa để làm cái gì? Em quên rằng á cái lý do em vô cái thị trường cổ phiếu làm gì, em quên rằng á em đi vô cái thị trường á bất động sản để làm gì. Em chấp nhận cái rủi ro để vô trong mấy cái thị trường này để làm gì. Em mà nói em vô để làm lời đó, em đã sai lầm rồi. Phải mình vô để mình thay đổi cuộc sống. Đúng rồi. Mình xài tiền để mình đúng rồi thay đổi cuộc sống, mình đạt được mục tiêu của mình. Đúng rồi, em cái tiền đó là cái gì, cái dụng cụ thôi. Cái đồ nghề thôi. Em vô thị trường bất động sản, em vô thị trường tiền mã hóa, em vô thị trường á mà cổ phiếu đi, hay là em đi làm kinh doanh đi, hay là em đi làm nhân viên đi, cái gì cũng vậy chứ á, cái tiền đó để làm gì? Đó là cái dụng cụ, đó là cái đồ nghề để thay đổi cuộc đời của em. Ok, vậy là cái cách chốt lời á là mình nên biết mục tiêu của mình để mình chốt lời theo cái mục tiêu của mình. Đúng rồi, chứ không phải là theo thị trường lên bao nhiêu. Đúng rồi, như anh bây giờ anh thí dụ đi ha. Mình đồng ý không? Có mấy đứa ở ngoài thị trường đó nó làm lời còn nhiều hơn em nữa. Có không? Cái danh mục nó còn lớn trong 2021, cái danh mục nó còn lớn hơn cái danh mục của em nữa. Đúng rồi. Có không? Nhiều đứa lắm phải không? Đúng rồi. Ok, mà tại sao cái cuộc đời nó không thay đổi đi, nó vẫn còn đi làm hàng ngày? Em ngồi đi phạp hà, nghe đi uống cà phê, xong anh em mình đó trò chuyện nhau vụ mà thị trường, vụ tài chính, vụ gái trai gái, vụ làm tiền đâu. Tại sao vậy? Tại sao mấy đứa đó nó cái danh mục nó còn lớn hơn danh mục của em nữa trong 2021 mà liền giờ nó phải vẫn đi làm hàng ngày, còn em ngồi đây á? Tại vì tụi nó không chịu là chốt lời theo cái mục tiêu để nó đạt được cái mục tiêu. Đúng rồi, tại vì nó có cơ hội, thị trường đưa nó cơ hội mà nó không chịu để thay đổi cuộc đời nó mà nó không chịu lấy. Okay. Nó chờ tới cái đỉnh, nó chờ tới cái đáy, nó chờ tới mẹ lên tới mặt mà trăng. Mà không ngờ cái chuyện đó là nó không biết được. Cái chuyện đó chuyện mình không biết được mà cái chuyện đó là cái chuyện đó nó rất là vô lý nữa. Ok. Mình chỉ có hên lắm thì chắc trong cuộc đời mình hên lắm, mình làm được vài ba lần. Đúng rồi, trong cuộc đời mình á, mình có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình á. Như hiện giờ em bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi. 25, 26 tuổi phải không? Là trong 24, 25, 26, giữa cái tuổi 20 của em đó là em đã làm đủ tiền để nghỉ hưu rồi. Em đi học cái vấn đề mà anh đã dạy, xong em áp dụng được cái phần lớn. Em không áp dụng hết 100% như ý anh dạy, mà em cũng áp dụng được một phần lớn. Mà cái phần lớn đó em áp dụng đó, nó phụ cho em thay đổi cuộc đời của em rồi. Mà cái phần lớn đó là cái mà nó ảnh hưởng mà mạnh nhất. Đúng rồi, mà em nghĩ rồi là mấy thằng kia nó làm bạc chục tỷ, bạc trăm tỷ hơn em đi. Mà tại sao liền bây giờ cái cuộc đời nó chưa thay đổi? Tại nó không chịu mà lấy cái mục tiêu của nó. Nó không có đặt cái mục tiêu của nó. Nó không biết cái mục tiêu nó rõ ràng là cái gì. Rồi xong cuối mà cái thị trường nó đưa nó cơ hội đó không? Nó không có nó khớp cái mục tiêu của nó vô cái thị trường đưa nó cơ hội đó. Rồi xong nó dùng cái cơ hội đó, nó lợi dụng cái cơ hội đó để thay đổi cuộc đời của nó. Thì xong rồi cơ hội nó qua đi là nó mà nó phải chờ tới chu kỳ sao?
Okay. Mà nhiều thằng đó, nó thất vọng đó, nó thất bại luôn, nó thất bại đó, nó nghĩ luôn đầu hàng, đầu hàng, cái này chỉ cờ bạc thôi, cái này chỉ hên xui thôi, thấy không? Thì đó là anh đã sai lầm, cái sai lầm mà em làm đó, anh có sai lầm không? Nhiều, nhiều lần. Thằng mấy hết trơn mấy thằng bên phe của anh đó, ai cũng làm sai lầm, ai cũng làm sai lầm hết trơn. Em chỉ hên cái là gì? Thì có người nói cho, đúng rồi, là có người đó, như anh gì đó đã đi qua rồi thực tế rồi đó, xong rồi trở lại xe, anh đã đi qua cái bẫy mềm đó rồi, anh đạp trên cái mềm đó rồi, xong rồi đó anh nói em là ê tránh khỏi chỗ này, đi cái chỗ này, đúng không? Tránh khỏi chỗ này để mình đừng có sai lầm lớn thôi, đúng không? Để em đừng có mắc thêm á một cái chu kỳ nữa, tại mỗi cái chu kỳ đó có thể là nó 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm mình không biết được, không ai biết được hết trơn á, mà em biết rằng á ê mình ngồi yên đây, mình đã chốt lời theo anh Tài dạy mình đó, đúng không? Xong rồi đó mình có thể chốt lời thêm nữa, mà mình không có đặt cái mục tiêu nó chính xác, bởi mình cũng không có chốt lời được nữa. Tại vì em chốt lời nữa, em chốt lời bao nhiêu bây giờ? Bởi vì là trong cái mùa gấu này đó, anh khuyên em làm gì? Em ghi rõ xuống, em bỏ thời gian ra. Mình phải xác định mục tiêu của mình. Đúng rồi, em chính xác, biết chi tiết cái mục tiêu của em á, đạt được cái mục tiêu chính xác. Ok, mình cần bao nhiêu đây để là xây được cái nhà, hay là mình cần nhiêu đất đây, hay là mình chiếc thuyền nó bao nhiêu đây, hay chiếc siêu xe nó nhiêu đây, hay là mình quan trọng nữa, em mà sau này có tính lập gia đình, có con cái rồi, đúng không? Ok, mỗi đứa con mình muốn 4 đứa con, phải không? Mỗi đứa con nó tốn bao nhiêu đây, đúng không? Như thí dụ như anh không biết bên Việt Nam nó nhiêu, mà bên Mỹ đúng không, là em nuôi đứa con từ 1 tuổi tới 18 tuổi của nó, người lớn đó, đúng không, là có hết 300.000 đô la. Thì mình có, mình muốn 4 đứa con thôi, mình phải tính rằng là 300.000 đô la nhân cho 4 đứa con hết bao nhiêu, là 1.2 triệu, phải không? Thì như thí dụ đi, 1.2 triệu là nhiêu đây, phải không? Mà xong cái danh mục của em nó lớn lên tới gì đi, nó lớn tới gì, thì mẹ mình có câu hỏi nè, mình có câu hỏi đúng không, là coi như xong cuộc đời của 4 đứa con mình. Okay, mình chốt lời mình để ngay đó. Em chưa có con liền bây giờ đi, em cũng để ngay đó. Rồi xong cái em không đụng tới, không có đầu tư, không có gì, em chỉ giữ trong ngân hàng đó. Xong rồi sau này đó em kiếm đúng cái người phụ nữ, người con gái mà em thích đó, em thương mến đó, vô. Xong rồi em lập gia đình đó, thì em biết là nói, hey, mình làm gì làm đó, mình đã bỏ có đủ tiền này để sinh ra 4 đứa con rồi. Vậy là mình nên chốt lời theo mục tiêu của mình. Đúng rồi. Ví dụ như thị trường nó cho mình bao nhiêu đi, mình không có cần tiết gì hết. Mình miễn sao mình làm được đúng cái mục tiêu của mình á, cái đó là tốt nhất. Cái quan trọng nhất mà tụi em á nên hiểu trong cái video này đó, cái bài học lớn nhất á là mình chấp nhận cái rủi ro trong thị trường thương mại hóa đó để thay đổi cuộc đời mình. Ngoài cái đó gì đó không có gì quan trọng nữa hết trơn á. Mình làm nó có thay đổi cuộc đời mình là không. Còn á, mình chấp nhận cái rủi ro để mất hết tiền của mình đó, không, hay là mất tiền vốn của mình á, mà nó không thay đổi cuộc đời mình á, có cơ hội thay đổi cuộc đời mình được mà mình không có lấy đó cái cơ hội đó, không, thì cái mình chấp nhận cái rủi ro để làm gì? Tốt hơn á mình đi làm lương, hay là lãnh lương, hay là làm trong công ty, hay là làm trong văn phòng, hay là làm công việc đi rồi xong xin việc làm đi. Tại vì nó đâu có rủi ro, mình chỉ có mặt đó thì nó trả lương cho mình thôi. Thấy không? Bởi vì cái anh khuyên em với mấy đứa mà học sinh khác của em, rồi xong rồi của anh đó, mấy đứa học sinh của anh, rồi xong rồi mấy đứa mà nó đang nghe cái video này, phải không, là anh khuyên đó là tụi em á ngồi xuống mình đặt cái mục tiêu. Cái lý do em biết tại sao nó khó cho bà con cũng mà anh kêu tụi em á ngồi xuống xong rồi ghi xuống cái mục tiêu của tụi em trong cuộc sống của em không? Biết sao nó khó không? Không, tại vì mình chưa có trải nghiệm đủ á. Đúng rồi. Mình chưa biết là mình thích cái gì. Đúng rồi, em chưa biết em thích cái gì, em chưa biết á em muốn bao nhiêu vợ, em muốn có bao nhiêu bồ, bao nhiêu con, bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà cửa, mình mua nhà ở đâu, quận 1, quận 2, ở Đà Nẵng hay là ở Hải Phòng hay là Hà Nội hay là ở Sài Gòn hay là ở Cà Mau hay là ở đâu? Em đâu biết đâu. Ok. Mà cốt mình không biết gì đó, nó không có quan trọng. Nó quan trọng là em biết là gì không? Mình giải quyết vấn đề ngay bây giờ đi. Đúng rồi, mình không biết chính xác, phải không? Cái mục tiêu mình là gì, tài chính của mình là mục tiêu tài chính của mình là gì, phải không? Mình giải quyết cái mà nó ngay trước mặt mình liền bây giờ. Ví dụ như mình muốn ăn cái gì đó đi, mình muốn ăn tôm hùm hàng ngày đi. Đúng rồi. Thì mình nên giải quyết cái vấn đề đó. Đúng rồi. Ngay bây giờ. Như anh nói thí dụ cái bản thân anh này ha. Anh hồi đó giờ đó, anh lớn lên đó, anh vượt biên qua bên Mỹ. Anh ở trong trại tị nạn hết năm mấy ở Mã Lai. Xong anh qua bên Mỹ, anh sống rất là nghèo, gia đình anh không có ăn học, không có thông minh, không có vốn, không có bạn bè, không có mối liên hệ, không có biết ai có sức mạnh, không có biết ai có tiền, không biết ai biết là làm kinh doanh. Xong tụi anh ở trong khu Mỹ Đen ở bên Mỹ, đúng không, không khác gì là em nói rằng em ở trong cái ổ chuột ở Việt Nam. Okay. Khu Mỹ Đen là nghèo, không ai ở đó chừng á, không, chỉ có gia đình của anh á, không phải là da đen ở đó thôi, tại vì nghèo quá phải ở vô trong đó ở cho nó bớt tiền chi phí đó, không, thì tụi anh đi chơi với lộn người đó, rồi xong rồi đi bán ma túy, rồi xong rồi anh bị bắt,
xong rồi anh không học được xong cấp 3, xong bị bắt cho ma túy, xong anh vô trong tù hết 14 năm bên Mỹ. Mà tại sao anh ra đó mà anh ngước đầu anh lại trong vòng 11 năm đó không, xong anh nghỉ hưu được, xong Việt Nam để định cư để nghỉ hưu, làm sao được? Ồ, tại vì em nghĩ là phần lớn là do anh Tài biết mục tiêu mình nên làm cái gì á. Đúng rồi, anh, xong rồi mình hướng tới. Đúng rồi, anh biết chính xác cái mục tiêu anh đó là anh lớn lên đó, anh thấy rằng đó là anh em của tụi anh đó mỗi lần ăn trái xài, ăn trái dừa, ăn trái chuối, ăn trái bơm, đúng không? Và tụi anh phải giành lộn nhau để chia cái miếng trái xài đó ra. Anh muốn rằng là trong tương lai đó, đúng không? Không cần phải không dành gì á. Mình mua, em muốn ăn trái xài không? Mua một tụ thôi mình để đó mình ăn thôi. Đúng rồi. Mỗi lần anh dẫn em đi ăn đó. Anh nói anh sao? Mình không có nhường. Đừng có nhường cái gì chân á. Em muốn ăn gì đó, miễn mình sao. Kêu thêm nữa, kêu thêm nữa, không cần hỏi anh nữa. Tại sao vậy? Không thì mình có đủ tiền mình ăn mà. Đúng rồi. Anh muốn á, cái mục tiêu của anh á là anh muốn sống á, anh muốn làm cái người đàn ông đó không? Mà anh đi ăn đó không? Anh không cần nhường ai ở bàn. Sao anh không cần muốn cái người mà khách của anh á mà anh mời đi ăn đó không? Mà nhường cho anh nữa. Anh muốn làm đủ tiền đó không? Là anh đi ăn đó không? Anh muốn ăn gì ăn. Xong em muốn ăn gì ăn. Như anh dẫn một người bạn mà em biết đó không? Đi ăn đó, xong cái nó hết hồn đó không? Là vô cái nhà hàng mắc tiền gì đó, năm sao gì đó không? Mà anh kêu cái món ăn đó, xong ra nó dở đó không? Anh chỉ húp miếng xong cái anh bỏ ăn bên. Tại sao vậy? Cái em thấy có thể là bà con nghe vậy nói phí. Không? Mà cái đó là cái sự tự do của mình mà. Đúng rồi, cái đó là cái mục tiêu anh muốn. Anh muốn là anh làm sao mà có đủ tài chính đó không? Để cho anh vô cái nhà hàng hay anh vô chỗ nào anh ăn đó không? Mà anh không thích á, anh có quyền bỏ ăn bên xong mua món ăn khác. Thì cái đó là cái mục tiêu tài chính. Đúng rồi, cái mục tiêu tài chính của anh. Như em thích siêu xe phải không? Ok, cái đó không sao. Anh thích là cứ mà anh đi á là anh không có bị cản trở dù cái vấn đề ăn uống. Okay. Anh đi ăn với em á, xong rồi anh mời em đi ăn dẫn chỗ nào đó không? Anh em mình đã ăn hết bao nhiêu cái nhà hàng năm sao ở Sài Gòn rồi? Nhiều. Nhiều lắm rồi. Em không nhớ hết nữa. Mà bao nhiêu tiền á nó không thành vấn đề. Đúng rồi. Tại vì mình đã lấy cái mục tiêu tài chính của mình rồi. Đúng rồi. Và xong rồi anh muốn á là lớn lên á anh thấy rằng á là nhiều đứa trong cái khu anh ở đó không? Nó dẫn bồ đi chơi đó. Nó dẫn người phụ nữ đi chơi đó, nó dẫn bạn gái đi chơi, nó dẫn vợ đi chơi đó, nó hà tiện này hà tiện nọ không? Xong anh không bao giờ đó, xong rồi nhiều thằng đó, nó cãi lộn nhau đó, ê cốt mình dẫn bồ đi chơi đó mình nên trả hay để bồ trả hay là mình chia hay là hai đứa xe ra, đúng rồi, hai đứa chia xe ra. Anh ghét cái vấn đề lắm. Tại vì là mấy cái thằng á, người đàn ông á mà anh nhìn lên anh thấy anh phục đúng không? Họ không bao giờ làm mấy cái chuyện đó. Mấy họ cái chuyện nhỏ mà mấy cái chuyện đó không là anh nhớ đó không là anh nghe mấy người đàn ông mạnh mẽ đó không? Họ nói rằng đó là cái trách nhiệm của mình đó làm người đàn ông mạnh mẽ đó không? Là mình phải bao ăn cho cái người con cái của mình, người phụ nữ của mình, người tình của mình, người vợ của mình, người bồ của mình, cái người xung quanh mình. Còn mình mà không có bao ăn được cho họ đó không? Cái đó là đâu phải là người đàn ông mạnh mẽ. Phải không? Rồi xong anh lúc nào cũng muốn làm cái người đàn ông mạnh mẽ đó không? Bởi vì đó anh đã quyết định đó không? Anh làm gì làm đó không? Lúc mà anh dẫn con cái, vợ, bồ, bịch, người phụ nữ nào đi đó không? Là anh không bao giờ để cho họ bao. Nào có đứa nó lén nó đi trả tiền rồi này đó không? Có, chứ không phải là không có. Mà anh không có để cái mấy cái chuyện đó xảy ra. Ok, anh không thích, anh chỉ nói đó không? Hay lần sau đó mình đi đó không? Mà em muốn bao đó không? Thì em đi kiếm thằng khác đi. Ok. Tại sao vậy? Ok. Tại vì nó mà cản trở mình làm người đàn ông mạnh. Đúng rồi, nó làm cái gì mà cản trở anh đó để làm cái người đàn ông mạnh mẽ đó không? Thì nó đi cản trở thằng khác đi, đừng cản trở anh. Yeah. Ok. Yeah. Anh muốn là anh có đủ điều kiện đó không? Cốt anh dẫn đúng không? Cái người khác đi ăn, không phải là em không mà người phụ nữ hay là người bồ hay người vợ hay là gì đó không? Là anh có đủ khả năng để giải quyết cái vấn đề vậy mà đó. Bên Việt Nam mình có nhiều đứa nó mà truyền thông là bên Tây á không là khi mà đi ăn ở ngoài đó thì người phụ nữ với người đàn ông á là hai người chia đồ. Đúng rồi, thì em muốn làm người đàn ông mà cái loại mà hạng B á hay là hạng C đó. Cái đó là hạng bét á chứ. Đúng rồi, hạng tiếng Mỹ nó kêu là B là male đó. Em muốn làm người đàn ông đó không? Mà hạng B á không? Thì được em có thể làm vậy, còn anh không muốn làm cái người đàn ông hạng B anh. Anh muốn làm cái người đàn ông đó không? Là hạng A, hạng alpha. Mình không cần suy nghĩ những cái chuyện nhỏ. Cái chuyện đó anh không suy nghĩ. Ok. Yeah. Ok. Anh không suy nghĩ cái chuyện đó. Không, cái đó là cái đó là không? Là cái chuyện thường cho cái người đàn ông mà mạnh mẽ. Cái đó là phải chuyện, cái đó không phải là cái chuyện đó mình nên bàn nữa. Như anh với mấy thằng bạn của anh đó,
với mấy thằng mà anh quen, mấy thằng làm ăn của anh mà anh quý trọng, là anh tôn trọng đó, là cái người đàn ông mạnh mẽ đó, phải không? Tụi anh không bao giờ mà thảo luận những mấy vấn đề mà uống hết trơn. Đâu phải. Không. Không bao giờ. Các em có thể nói rằng là anh Tài, tại vì là anh Tài đã làm khá, anh Tài đã làm có tiền, xong rồi anh Tài đó làm đại gia, hay là anh Tài đã nghỉ hưu rồi, bởi vì anh Tài có quyền nói gì được. Còn như em ở dưới quê mới lên phố, em chưa có tiền, sao em làm gì được không? Không phải, anh đã ra tù đó, anh đã có cái tinh thần đó rồi. Ok. Anh trong tù đó, anh đã có cái tinh thần đó rồi, anh không bao giờ. Là có nghĩa là mình thà mà mình không đi ăn được. Đúng rồi, không đi ăn đi. Thì nghĩ không ăn uống. Đúng rồi. Nhưng mà đã mà đi ăn rồi, phải không? Là mình phải làm cho. Đúng rồi. Như thí dụ như ngày hôm nay đi, anh mời em đi. Em đi hai người phụ nữ đi, hay là vợ đi, hay là bồ đi, hay là cái gì đi, mà đi ăn cái nhà hàng 5 sao đi, thì anh bao, phải không? Còn như anh không có đủ khả năng đó làm sao? Như em mà gặp anh đó 10 năm trước, 15 năm trước đi, thì anh làm sao? Thà mình không đi. Thà không đi, không? Một là không đi, còn anh mời em đi thì mình đi đâu? Ok, thì mình phải đi chỗ nào mà mình nhắm á, mình mà nó mà phù hợp với mình, đúng không? Đúng rồi, mình ăn ngoài cái hẻm nhỏ đó hay là gì đó, đúng không? Xong có người cô đó, xong nấu, xong cái mình ăn uống, mình ngồi dưới đất mình ăn, đúng không? Không có máy lạnh, không có gì, xong đổ nhưng mà mình vẫn phải là đúng rồi. Làm đúng. Mà anh cũng vẫn còn bà, mà mời em đi, anh okay. Anh bảo. Còn anh mời con nhỏ gái đi, đúng không? Anh cũng bao luôn. Ok. Còn nó không thích ăn ngoài đường hẻm hay ăn cái đồ ăn bình dân hay gì, bông với anh, đúng không? Thì cởi mẹ nó đi kiếm khác thôi. Còn anh, đúng không? Anh làm người đàn ông mạnh mẽ, đúng không? Đây là cái khả năng của anh ngày hôm nay. Có thể tuần sau, tháng sau, năm sau á, anh cái khả năng anh nó thay đổi. Mà ngay ngày hôm nay, đúng không? Cái khả năng của anh, đúng không? Là anh sẽ mời em đi ăn ở ngoài cái hẻm này, hay là ngoài đường này, đúng không? Thì đó là khả năng của anh đó, mà anh cũng vẫn còn bao luôn. Ok. Và cái đó là nó từ trong cái mà tính tình mình nó phát. Đúng rồi, thì cái cú mà anh chỉ có đủ tiền đó để bao ăn cho cái người phụ nữ đó, cho 10.000 đi, một phần ăn đi. Thì á, anh cũng vẫn bao, anh không để cho nó bao. Ok. Tại vì đó là cái gì? Cái tư duy. Cái đó là tư duy, hiểu nhớ không? Như em thích mà cặp bồ với người phụ nữ, với con gái, không? Em đâu có muốn cặp bồ với thằng khác đâu. Đúng rồi. Thằng nam đó, em muốn cặp bồ với người nữ, phải không? Thì em bỏ trong cái đầu em là gì? Thì mình đi kiếm con gái, mình đi kiếm bà đê làm gì? Mấy bà đê hay là mấy LBG gì đó, hay là mấy xa xa đấy. Xa không xa, bông em cứ em không có đi, thấy không? Là em đã quyết định đó, là mình đi cặp bồ với người phụ nữ, bông người gọi xong. Thì á, là anh quyết định đó, bông là anh sẽ tập luyện đó, thành người đàn ông mạnh mẽ. Anh không có làm mấy cái chuyện đó. Bởi vì cái bữa cơm đó, ngày hôm nay đó, mình đi ăn đó, anh trả 10 triệu đó, bông. Anh không có quan tâm ở bông. Thì hồi xưa đó cũng anh không trả 10 triệu được, anh chỉ trả 1 triệu nữa, bông. Thì anh chỉ trả 1 triệu. Còn xưa nữa đó, bông, anh chỉ trả được 100.000, không thì anh trả 100.000. Còn xưa nữa đó anh chỉ nhưng mà mình vẫn phải làm mình đúng cái trách nhiệm của mình. Đúng rồi. Chứ mình đừng có mà chơi theo kiểu mà mình đi truyền thông mẹ như mấy thằng 3D vậy đó, nó là nó không được. Mấy thằng mà nó truyền thông là mình đi chia nữa với mà với người phụ nữ đó, bông, với con gái đó, bông. Cái chuyện đó anh không có tin, cái chuyện đó anh không làm. Ok. Thế chuyện không là mình làm rõ ra cái vấn đề đó để cho bà con ta đỡ hiểu nhầm, không là bên Mỹ là đúng rồi. Là ưa là chia đôi. Cái đó là chia đôi đó, bông, là mấy cái thằng đó, bông, cái hạng B với hạng C. Đúng hả? Còn cái thằng hạng A đó nó không bao giờ để không bao giờ nó suy nghĩ đến nó mấy cái không chuyện suy nghĩ mấy cái chuyện đó. Cái chuyện đó quá đơn giản rồi, bông. Mình đi chia cái này nọ, bông. Cái đó rất là quê. Cái đó rất là quê. Ok, cái đó mình không có làm mấy cái chuyện đó. Anh không làm như con, anh có 3 thằng trai, 1 đứa gái. Mấy thằng trai của anh đó mà làm cho anh rộng như mặt nó luôn. Mình là người đàn ông mà mình đi làm mấy cái chuyện đó, mình bắt buộc người phụ nữ. Mình muốn cái nhỏ đó, nó làm tình với mình, nó thương mình, nó làm tình với mình, nó không làm tình với thằng khác. Mình muốn nó sanh con cho mình. Bởi chuyện nó dễ sao? Mẹ nó phải đau đớn cho 9 tháng xong nó mới sanh ra được đứa con. Đúng không? Và xong bây giờ đó, có mình dẫn nó đi ăn gì đó, cái mình bắt nó trả phần nữa hả? Chuyện gì vô lý gì? Em gặp thằng nào mà nó nói rằng là nó chia nửa với người phụ nữ á, không? Với bồ nó hay vợ nó, không? Nó không phải là bạn của anh. Nó không phải là người quen với anh nữa. Nó không phải là đối tác với anh. Cái đó em cũng không thấy được nữa. Cái đó anh không có chơi, không? Nó muốn làm gì đó, anh không nói rằng là cái thằng nào nó muốn làm gì đó. Anh không phải nói là nó chơi xấu hay là gì chăng á. Anh, cái mối liên hệ của anh đó, anh muốn tạo cái mối liên hệ với mấy người đàn ông mạnh mẽ. Anh muốn tạo ra mấy cái mối liên hệ với mấy đứa
mà nó trẻ tuổi đó, nó lớn lên, nó có cái ý định đó bông, làm thành cái người đàn ông mạnh mẽ. Không, nó chưa có cơ hội hay là nó chưa đủ kinh nghiệm hay là chưa bông, không sao. Mà cái tinh thần đó đã tin cái gì? Không, đã tin là mình đúng rồi, đi đúng cái hướng này. Đúng rồi. Ok. Đấy, như như thí dụ như em mà đi á, em chỉ có mà đủ tiền để trả phần ăn cho 10.000 đi. Xong rồi em nói hay mình đi vô cái nhà hàng này với nhỏ bộ mình đi, mình trả phần ăn nó tới 20.000, xong cái mình chia phần nữa, nó trả phần nữa, xong rồi em trả cái đó là ngu dại làm. Cái đó đừng làm gì, cái đó mắc dạy lắm. Mình, cái đó không phải là người đàn ông mình mẹ. Thà là nói em đi vô cái chỗ mà nó bình dân đi, xong nó 10.000 đi, xong em bao cho bầu của em đi. Cái đó đó, cái đó thì được. Đúng rồi, cái đó em thể hiện là anh em là đang tập luyện làm người đàn ông mạnh mẽ, em sẽ săn sóc cái người phụ nữ đó, em sẽ săn sóc con nhỏ đó được. Ok. Còn cái kia đó là em không có chứng minh rằng là em đủ tư cách, em đủ khả năng để săn sóc cái người phụ nữ đó. Ok. Ok, thì em sẽ nghĩ, nó sẽ nghĩ bông, ủa mẹ mình đi chơi với anh Khôi này, ảnh mẹ phần ăn mà ảnh cũng bắt mình trả con nữa, rồi xong phút mình mẹ mình mang thai cho mà con của ảnh, rồi xong rồi ảnh bắt mình đi làm, xong rồi mẹ đi vừa mang thai xong vừa đi làm xong vừa nuôi con nữa sao? Không, cái đó là không được á. Ừ, chuyện vô lý. Chuyện vô lý. Đúng không? Thì mình, cái đó là sự quyết định trong cái bản thân của mình đó không? Trong cái tâm của mình, trong cái đầu óc của mình đó không? Trong cái tính tình của mình, mình quyết định là không, cái đó mình không làm. Làm gì làm, cái đó không làm. Ok. Em thấy không? Ok, thì á, mình trở lại cái đầu cái video mình nói nhiều cái sai lầm đi. Ok, cái mình nói tóm lại là cái sai lầm là gì? Không? Ô, cái sai lầm là... Cái sai lầm đó không? Là... mình không có nên á chỉ ngồi chờ đó, thấy không? Mình có thể ngồi đó, mình chờ cho cái thị trường á nó đưa mình cơ hội, cái đó mình chờ được. Như anh em mình đang ngồi chờ có cơ hội để mình mua vô này, phải không? Đúng rồi. Thì á mình chờ sau mình mua vô xong rồi mình ngồi mình chờ nữa cho cơ hội để mình bán ra. Đúng rồi. Phải không? Mà cái quyết định á là mình bấm nút để mình bán ra hay là không đó là do mình. Do mình. Mình phải xác định đúng. Đúng rồi. Mục tiêu của mình. Đúng rồi. Xong rồi mình phải chốt lời theo mục tiêu của mình. Ừ, khi mà thị trường nó cho mình thì đúng đó, với cơ hội đó. Cứ mà tụi em còn trẻ tuổi đó, tụi em không có biết rõ ràng cái mục tiêu của mình là gì. Mà như anh nói đó, mình nói ví dụ là mình như anh quyết, anh dùng cái thí dụ là anh quyết định làm cái người đàn ông mạnh mẽ không? Là mình không, anh không có trả tiền mà anh không để cho người phụ nữ hay là người con gái nào mà anh thích đó không? Người bồ, người vợ, người con, người mẹ hay người gì đó bông, người cô gì bông, chả bông. Là anh đã quyết định đó rồi. Thì cũng mình biết rõ ràng gì đó, mình biết rõ ràng chừng nào đó bông, thì nó dễ á. Ok. Thị trường nó mà cho mình cơ hội là mình đúng mình rồi, lấy liền. Mình thực hành đó bông, mình hành động á, nó chính xác hơn, chính xác nó mau hơn, nó nhanh hơn, mà không có đau đớn, nó không có căng thẳng cái đầu óc mình. Cái lý do mà nhiều đứa như tụi em nhớ là nó rất là căng thẳng. Cốt mà em không chốt lời đó, xong cái anh gọi em đó, anh nói rằng đó là ê Khôi, em phải quyết định đó không, là cái mục tiêu em là gì, không, đây là cơ hội cuối cùng đó, không, đây là cơ hội cuối cùng đó, mà em không quyết định đó không là nó sẽ ảnh hưởng cuộc đời của em đó, phải không? Xong rồi em nói ok, em có đủ tiền để làm này này không, xong cái em quyết định cái em rút về liền, không, để em nghỉ hưu sớm đó không, mà em không quyết định được mấy cái kia không là tại vì nó không có chính xác. Em chưa biết rõ ràng đó bông. Như em nói rằng là em cần, mình nói thí dụ đi, như thí dụ em nói là em cần 10 tỷ để xây nhà cho cha mẹ em, cho gia đình của em đi. Em nói như bằng miệng mà trong lòng của em đó, nó có thiệt tình á tin cái vấn đề đó không? Nó có thiệt tình á tin rằng á mình cần 10 tỷ mình cần xây cái nhà mới không? Tại cái nhà em ở liền nhà cũng đâu có tệ đâu. Nó đâu phải nó xấu đâu. Nó cũng thật tình nhưng mà nó không có mạnh đến mức mà đúng rồi. Mà nó thúc em phải mà. Đúng rồi, lấy như anh với bên mấy thằng bên phe của anh đó, thằng nào cũng nói là mua siêu xe cút mà làm nghỉ hưu đó, mình mẹ đi mua xe đi chạy cho vui chơi đó không? Cút là làm xong tiền trong 2017 đó, tên đi á, đi vô mấy cái tiệm nó bán siêu xe đó không? Đi hết mấy tiệm, có mua chiếc nào không? Không. Tụi anh lại nó bàn đó không? Ê, mày mua chiếc màu đỏ ha, tao mua chiếc màu xanh, mày mua chiếc màu vàng, rồi xong rồi đó, 2-3 tháng sau mình chạy cho 30 ngày cho vui chơi đó, rồi xong cái mình đổi nhau. Không, xe đỏ của anh đổi cho xe vàng của em, xong trong cái nhóm mình đó, bên phe của mình đó, mình đổi qua đổi lại mẹ mỗi cho sang chồng đúng rồi, mỗi tháng mình chạy xe màu mới, chạy xe bên tuần này tháng này mình chạy xe Lambo, tháng tới mình chạy xe Ferrari, tháng tới nữa mình chạy xe McLaren hay là gì không, ai vậy rốt cuộc không có thằng nào mua gì không? Không, tại sao
tại nó không cần thiết. Đúng rồi. Uh-huh. Mình đặt cái mục tiêu đó, nó quan trọng đó không? Là tụi em đặt cái mục tiêu phải không? Và xong rồi đó, sau đó đó, cuối mà em đặt cái mục tiêu, em ghi xong hết trơn rồi đó, em phải đặt đó, là cái nào, cái vị trí nào nó quan trọng nhất. Thì hồi đó đó, trước khi tụi anh nghỉ hưu đó, là trong cái đầu của tụi em đó, là tụi em đặt cái mục tiêu cao nhất là gì? Có siêu xe, phải không? Thì ở bên Mỹ á, thằng nào mà có siêu xe, mẹ thằng đó là tiếng Mỹ đúng không? Nó nói rằng mẹ thằng đó có cặt bự nhất á. À, ok. Không, không, là em chơi là thứ thiệt rồi đó. Ok. Thì tụi anh cũng nghĩ gì luôn. Ông mẹ mình mà có siêu xe hả, là mình là vua rồi đó, không mẹ, gái nó sẽ bu lại xong rồi mẹ vợ mình nó sẽ mừng húm hết trơn, xong bộ bịch mà mình là độc thân hả, gái nó sẽ bu cho ngon. Mình có vợ rồi đó, nó mình chạy xe Lambo hay là xe siêu xe nó sẽ có hãnh diện rồi, mặt mũi đâu không. Mà cái thực tế đó phải không, lúc mà tụi anh có tiền rồi đó, tụi anh xem lại đó, hồi đó đó trước khi có tiền đó, thì tụi anh nghĩ rằng cái này là cái mục tiêu quan trọng nhất. Mà lúc sau này đó nghỉ hưu rồi đó thì làm sao? Cái mục tiêu đó, trong 100 cái mục tiêu mà tụi anh có đó không, nó không có đứng trong cái vị trí 20 nữa. Ok. Tại thật ra nó không quan trọng. Nó không có quan trọng. Uh-huh. Nó không quan trọng. Okay. Cúc mà tụi anh đó, đi coi, anh nó chỉ mấy cái hình chia sẻ với em đó. Tụi anh đi bay máy bay, thử máy bay. Uh-huh. Không? Có không? Có. Ok. Chỉ em đó là anh đi qua bên mà Cali đó, ở quận Cam đó. Uh-huh. Xong tụi anh nó ra cái mà sân bay bên Long Beach đó. Uh-huh. Xong rồi đó là cái thành phố Long Beach đó, trong cái quận Cam ở miền Nam của Cali đó. Okay. Tụi anh đó bên nguyên phe của tụi anh đó đi bay máy bay thử, xong rồi đi xem coi giá cả nó nhiều, xong tính mua máy bay luôn. Uh-huh. Không? Mà cuối cùng là không mua, tại không vì mua mình không cần. Cái đó là mục tiêu của anh không? Có, chứ mà không phải. Nhưng mà nó không cần thiết hồi lắm. Xưa đó mình tưởng là cái nó đứng cái vị trí cao, nó quan trọng. Ây da, sau này của mình nghỉ hưu rồi đó, cái vị trí nó ở đâu? Nó xuống thấp quá. Nó quá thấp đó, tụi anh không để ý nè. Ok. Vậy là bởi vì mỗi một cái mục tiêu là nó sẽ thay đổi theo cái mà tình hình mà hiện tại mình. Đúng rồi. Mình mà có hay, hay là mình tiến lên rồi đó. Đúng rồi. Uh-huh. Sao hồi xưa đó, tại sao tụi anh có mấy mục tiêu đó, có siêu xe, có máy bay rồi hết trơn. Uh-huh. Là tại lúc đó tụi anh còn độc thân. Còn trẻ. Với lại tụi anh còn mới có vợ, chưa có con cái gì hết. Bây giờ đó anh có 4 đứa con rồi. Thì mình phải có mục tiêu khác rồi đó. Ok. Cái mục tiêu của anh á là anh chỉ muốn gì? Anh chỉ muốn chiếc xe đó không? Chở được mấy đứa mà con? Mà chở được 4 đứa con của anh á, anh cũng mà anh kêu nó vô xe đó không? Có đủ chỗ ngồi, xong anh không cần nhét nó vô chiếc xe nó chặt cứng hay là gì không? Và xong rồi chiếc xe nó có đủ dây nịt, nó có đủ bảo mật đó không? Anh chạy ra ngoài đường cao tốc đồ đó không? Nó là đủ chiếc, an toàn. Nó an toàn, nó bảo vệ được đứa con, 4 đứa con của anh. Ok. Nó bảo vệ được vợ của anh, nó bảo vệ được má của anh, nó bảo vệ được gia đình của anh, nó bảo vệ được bạn bè của anh, nó bảo vệ được khách của anh ở trong xe. Ok. Cái đó quan trọng hơn. Được. Quan trọng hơn là chiếc siêu xe, tại vì giờ tại vì anh đông mua, người quá. Anh mua chiếc siêu xe đó không? Liền bây giờ đi. Uh-huh. Nó không phải đúng thời điểm, tại vì là anh làm sao anh bỏ 4 đứa con trong chiếc siêu xe được. Khi nào mà mình thực hiện được tất cả những cái mục tiêu mà đó rồi đó, bắt đầu mình mới tới chiếc siêu xe như kiểu là cái đồ chơi ha. Không, nó là cái mục tiêu á, cái mục tiêu tài chính của mình á, mỗi người đó tùy theo cái tuổi của em, cái hoàn cảnh của em, cái môi trường của em, phải không? Nó sẽ đứng cái vị trí khác. Như liền bây giờ đó, cái mục tiêu mà mua siêu xe cho anh đó, không, thì nó rất là thấp. Ok, nó không phải là không. Nhưng mà ví dụ như bây giờ như cho em độc thân đi. Nó cao á. Tại không vì sao? Em đâu có muốn mua mấy chiếc xe to đùng xong rồi chở nhiều người làm gì? Tại đúng em có mình. Đúng rồi. Thì em mua chiếc siêu xe thì nó không sao. Được. Không sao. Ok. Không, em làm vậy là đúng. Tại vì em độc thân, em muốn kiếm gái, em muốn mà mặt mũi mấy ba cái vấn đề đó không? Không sao. Xong rồi người trẻ mình có siêu xe thì nó cũng mà hãnh diện đúng không? Không sao, em muốn hãnh diện em độc thân không? Như cái đó nó quan trọng cho em liền bây giờ, cái mục tiêu đó nó quan trọng cho em. Nhưng mà ví dụ như 30-40 tuổi đi thì nó lại bắt đầu khác nữa. Có thể nó khác, có thể nó không thay đổi, có thể nó thay đổi, mình không biết được. Ok. Mà ý anh nói không là đó là cái mục tiêu của em phải không? Cái mục tiêu của em cũng mua siêu xe, mục tiêu của anh cũng mua siêu xe. Mà cho em á thì nó cao hơn. Cái vị trí nó đứng á trong hết chân mấy mục tiêu của em á, em có đó, nó đứng cao hơn. Còn cho anh nó đứng rất là thấp. Không phải là anh không muốn, mà nó chỉ đứng rất là thấp. Tại sao? Nó có mấy cái vấn đề đó, nó quan trọng hơn cho anh. Ok. Cái thứ hai nữa đó, biết không? Là cái cơ hội đó, thị trường nó cho em cơ hội đi. Mà đó là cái mục tiêu của em á, thì em nên lấy. Còn như anh đi, anh có cơ hội mà đạt được cái mục tiêu mà siêu xe đi.
mà nó không có cao bằng cái mục tiêu như thí dụ như anh muốn mua cái quốc tịch mà của cái nước Turkey tiếng Việt mình làm gì? Thổ Nhĩ Kỳ hả? Anh muốn mua cái quốc tịch đó cho gia đình của anh, cho con cái của anh, tại vì anh tin rằng trong 10 năm tới 20 năm nữa nó sẽ thành nó sẽ mà đồng minh với tụi mà nó sẽ vào cái đồng minh của mà tụi mà European Union đó, châu Âu đó, thì nó sẽ thành một cái mà tiểu bang, cái nước quốc gia trong cái nhóm mà European Union đó. Xong rồi con cái của nó mà lấy mình bỏ ra 400.000 đô la liền bây giờ đi để mua cái quốc tịch nó đi, thì trong tương lai đó nó là cái tăng cái, giá trị nhiều, nó tăng giá trị tại vì cũng mà nó vô trong nó làm giấy tờ xong nó chấp nhận vô trong cái European Union đó, thì gia đình của nó sẽ có quốc tịch đó, châu Âu đó không, mà đi nước nào đi nước nào cũng được chứ không, đi qua nước Mỹ cũng được nữa không, okay. Thì lúc đó không nó có giá trị hơn dần. Xong anh muốn mua liền bây giờ. Liên bây giờ tại sao vậy? Tại liên bây giờ nó chưa có bộ phận vô trong cái European Union đó không? Có thể giá nó còn rẻ. Cái giá nó còn rẻ, với lại nó dễ. Bởi vì mấy cái 400 ngàn đó thì mua xe mẹt hay là xe gì chạy được không? Được chứ, mà nó không có quan trọng cho anh bằng á là mua cái quốc tịch đó. Ok. Thấy không? Cái quốc tịch đó nó có giá trị hơn cho anh. Thì mỗi người có một cái mục tiêu rất là khác nhau. Đúng rồi, bởi vì mình phải dựa vô, mình phải biết rõ cái mục tiêu mình là gì. Để mình chốt lời cho chính xác. Đúng rồi. Chứ không ai nói mình chốt lời được. Đúng rồi. Trừ mình. Đúng rồi. Trừ mình. Anh chỉ có nói không? Cú mà anh dạy em đầu tư làm sao đó, xong cú mà em làm lời, xong cái em làm theo cái phương pháp mà anh dạy đó, xong cái danh mục của em nó lớn lên đi. Thì cái danh mục của em nó lớn lên nhiều phải không? Thì á cái thị trường á cái danh mục của em nó lớn lên gì đi. Xong cái mục tiêu của em nó gì đi. Thì á anh có thể nói mà hey Khôi, bây giờ đó cái danh mục của em nó lớn lên gì đó, em có cơ hội để làm mình cái nên làm cái hành động này đó để chốt lời cho nó thay đổi cuộc đời em trong cái vấn đề này đó phải không? Em nên làm đó phải không? Thì á, em phải quyết định cái đó. Anh quyết định không được tại anh không biết chính xác cái mục tiêu của em là gì. Em hiểu không? Hiểu. Bởi cái đó mới là khó. Cái đó mới là khó. Thấy không? Như khúc mà anh tư vấn cho em á là mình nên chốt lời để thay đổi cuộc đời của em đó. Như mấy đứa học sinh kia đó, nó cảm ơn anh nhiều nhất á là làm sao? Là anh phụ cho nó, không phải là làm lời trong cái danh mục nó làm cho nó lớn thêm không, mà nó nói rằng cái quan trọng nhất đó là anh Tài giúp em hiểu rõ cái mục tiêu của em đang muốn là gì, để muốn là cái gì, rồi xong cũng mà cái thị trường nó cho em cơ hội đó, em chốt lại để em đạt được cái mục tiêu đó. Phải không? Tại vì không có anh Tài hướng dẫn em đó không, là em không có nghĩ ra được mấy cái chuyện đó, em chỉ lo làm lời thôi không, mà em thích định nó không thay đổi cuộc đời của em. Okay. Đúng không? Như anh em nghĩ là anh đúng, anh có chỉ dạy cho em làm lời, mà cái đó nó không có quý báu bằng là anh hướng dẫn cho em chỉ dạy cho em làm sao để mình nghiên cứu ra cái mục tiêu mình, sao mình tính toán sao để cho nó thay đổi cuộc đời mình. Tại vì em làm lời mà nó không thay đổi cuộc đời của em đi, nó cũng như không, như không nè, tiền nó để nhìn ha. Thì mong rằng tụi em hiểu được cái sai lầm mà anh đã làm trong 2014, 2017, xong anh chỉnh sửa trong 2011, xong rồi cái sai lầm lớn mà Khôi nó làm được á, học sinh của anh á, nói với mấy đứa học sinh của anh á, làm trong 2021, rồi mong rằng nó chỉnh sửa trong cái chu kỳ sau đó, nó sẽ chỉnh sửa đó, phải không? Mà xong rồi nó không có lặp lại cái sai lầm đó lần thứ hai. Okay. Cảm ơn các em coi video này ha, và xong tụi em mà muốn học thêm á, dụ cái hệ thống mà anh dạy cho thằng Khôi với mấy đứa học sinh khác, mà nó giúp cho tụi nó làm lời được mà để thay đổi cuộc đời của nó bông trong cái thị trường tiền mã hóa đó, thì tụi em nên xem cái link ở dưới thông tin ở dưới cái video này đó, dụ cái hội nghị đầu tư tiền mã hóa của anh mà anh sắp sửa làm ở Sài Gòn đó, và xong rồi đó tụi em có thể học được cái muốn học đó thì đăng ký cái đi cái hội nghị đó, xong anh sẽ chia sẻ với tụi em. Cảm ơn tụi em ha, xong có gì anh em mình gặp lại sau.